sự chỉ có bạn chưa quý trở lại với chương trình. Mình là MCVN đây. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng nguyên một team MC đi sinh tồn một trăm ngày trong thế giới cửa gồng nha các bạn. Hay được gọi Rain of Dragon màu 2 trong chế độ khó nha các bạn. Ok, và chúng ta bắt đầu video thôi nào. Và ngày đầu tiên tự nhiên tụi mình thấy một cái tổ gầm luôn các bạn à. Tụi mình muốn làm ra chăn game luôn không? Sao? Tụi muốn làm ra game luôn. Rồi lúc đó tụi mình dèo. Ê anh, cái trứng đầm này của anh. Đi ra, đi ra. Ờ đồ này của anh. Ê anh lấy kim thơm gương. Ê ở đây có yên luôn mày. Có yên. Mày. Ở cái sao cái trứng đầm xấu thế nhờ. Xấu phải liền. Xấu phải liền luôn các bạn ạ. Đấy tụi mình gom một cái trứng gồng nữa các bạn. Cái trứng gồng đầu tiên. Đấy. Kim cương đâu, kim cương đâu. Ê, con có phải kim cương của anh rồi. Trả đây. Trả đây. Anh giết gôn á. Anh đắm vô xuống là bà. Đưa đây. Ê, rồi mày dục xuống là bà luôn rồi. Tao đắm mày. Đó, tại thằng gôn hết cho nó thoải mái rồi. Tao nói thằng là tao văn game liên tục luôn nè. Tại sao? Hả? Bây giờ tự nhiên tao vô game cái nó lại văng game. Tại sao vậy? Thằng cơm nó đụng vô cái nó bấm phát ra văng liên tục luôn. Rồi lúc đó mình đi chặt cây và mới vào tụi mình đã có một cái trứng rồng tiên nha các bạn. Đây. Đó mình chặt cái cây gỗ. Không lẽ cái cây là một cái xương à? Rồi chờ tí nữa thằng bé sáu gì sẽ về, chúng ta sẽ bắt đầu với nguyên sinh ra 100% nha các bạn. Ok, tụi mình gom một ít gỗ. Cái này có tên là Rain of Dragon Mode 2 phần 2 nha các bạn. Thì phần 1 thì ở bên kênh thằng bé sáu gì đấy, các bạn có thể qua các bạn xem. Còn bây giờ tụi mình đã cài thêm nhiều mod hơn và nó đã qua tới tập phần 2 rồi các bạn. Và cái thằng này ngu lắm, mình sẽ cầm gậy và đập nó các bạn. Gậy đây tới. Ê cụ cô cụ. Giết nó đi. Rồi mình lúc đó mình chế em. Gì? Ê sao map mày ít tổ rồng, map tao nhiều dữ quá. Mới vô Thái rồi. Map tao hiểu ơi. Map tao mới vô Thái. Thì map tao chơi được xíu Thái. Không map, nhưng mà map tao mới vô Thái. Map tao muốn tổ rồng gần nhau. Nhưng mà mát tao mới vô Thái. Mát tao bốn tổ rồng gần nhau. Thôi mày im mẹ mồm đi. Cái nào hơn? Tự nhiên là bốn cái gần nhau rồi. Là mình được tận bốn cái tổ rồng luôn. Chứ còn cái gì nữa. Lúc đó thì mình bắt đầu đi. Sao dừng vô xuống biển rồi. Đó thì hồi nãy tao cũng chưa xuống biển này, tao leo lên bờ tao mới thấy tổ rồng đó. Nãy mình giết kết cầu bởi vì mới vô mình có kiếm cương rồi các bạn ơi. Nãy mình gom ít thịt cừu cũng như là len để mình chế tạo cái giường để mình ngủ trước mấy đứa kia. Nhưng mà dù gì mình cũng chả ngủ được. Cho quyền tê ba giới. Ok, lúc đó mình cho quyền hưởng sói các bạn. Tê ba giới. Cho mình quyền luôn á. Đi, mày thích đi đường quyền à. Nãy giờ tụi mình sẽ chỉnh cho tất cả mọi người đều là chế độ hoàng tử, người điều hành thế giới. Rồi lúc đó cái gì mà? Mày vừa mới chỉnh xong là tao thấy mày luôn á mày. Lúc đó mình bắt đầu let go. Lúc đó mình tự kê đi đi. Đó mình tìm một cái cây về mình chặt. Nhằm Đấy, tên Renop Dragon Mode 2 cực kỳ xịn xò nha các bạn. Nghe tên là thấy xịn xò rồi. Đấy, lúc đó mình gom ít gỗ trước. Gom ít gỗ cho các bạn này. Lập lập la. Mình bay qua chỗ con cừu để mình giết thêm một con cừu nữa các bạn ạ. Cái gì mày bật cái đạo gì mày bay được. Đủ rồng luôn. Nữa hả? Ôi con rồng xanh lá luôn nè. Lúc quá hả? Ê cho tao kim cương nha mày. Tao tức thằng Gôn lắm rồi đó. Không, ở đây không có con rồng mà. Cái gì? Con rồng à. Có cái trứng thôi hả? Có một con rồng à.
tàu đi, chiếc tàu đi, chiếc tàu đi. Ok, chùm chùm, bắt cuộc. Đó, mình chế được cái xuồng đó, mình thống chế cái con rồng của bạn. Đấy, các bạn nào mà có sao, có xe ghi của mình thì các bạn cũng... Ôi à, tao bị nó đập ship luôn mẹ. Tao bị nó quánh chết rồi. Ôi, để tao khống chế nó. Ê, con kia, để tao khống chế nó. Tao có kiếm cương nè. Nghe con rồng. Ôi ôi, lồng đèn. Ủa mày chết hả? Cô chết mà. Ui, nó kìa, nó kìa. Ủa, nó lên xuồng chưa vậy? Nó lên xuồng chưa bay? Hai con rồng luôn. Vã ẻo thích rồi. Anh có rồng mà Ender, Nether, anh có rồng. Cái thì chết khỏe luôn. Ủa, con kêu bay, con này rồng cá hay gì, ngồi ỉa không à. Lên thuyền đi con, để tao dụ nó lên thuyền. Thầy chú em, lên thuyền đi chú em. Ở lên thuyền đi. Mẹ quá à. Mẹ, nó bay rồi mẹ ơi. Thầy gì nó lên thuyền, để tao lên thuyền cho. Thôi dẹp đi, mày lên thuyền thì được cái gì. Cho nặng thêm nặng thuyền chứ. Hư cái thuyền hay gì. Ê, quá trời gồng luôn mày. Mà thôi tao xài trứng rồng đi, tao xài trứng rồng bình thường, tại trứng rồng mày lâu nở lắm, cho thằng con trứng này đi. Ôi ơi, một con rồng xanh nữa mày ơi. Một con rồng xanh lá cây. Cười, bạn nào có xem mấy series về Ren, có mod Ren Ốc Dragon thì chắc các bạn cũng biết về mấy cái xuồng thôi. Biết về cái xuồng thần thánh của mình. Không, Ren Ốc Dragon thôi. Còn Ren Ốc Dragon Mau thì bên kênh này nè, đâu có bao giờ quay đâu. Ôi ôi, hảo thôi đấy. Mày ơi, ba cái tổ gần nhau nè. Ba cái tổ không gần nhau. Ê, hỏi người. Ê, vậy là má tao cũng xịn nó cút. Đúng rồi, má mày xịn nó tao đúng không? Mà rồng toàn là rồng xịn chứ không như mấy con rồng cục à. À, con rồng mai rác. À, rồng mai rác, rồng gì ta? Rồng Ender à. Ok. Ừ, nó phá gỗ tùm lum hết trơn mày. Úi dồi. Không kịp lên đạp nó luôn, nó bay cao quá. Cảm ơn đã chặt gỗ giùm nha anh bạn. Ôi anh bạn ơi, anh thật là kinh khủng quá. Cảm ơn anh đã cho tôi quay với lại gỗ nha em. Ê, vậy là anh bạn này cũng tốt tính đấy nhỉ. Đúng rồi, nhưng mà cũng phải đập anh bạn đó thôi. Tốt tính đến cả nào anh cũng đi, chúng ta đập thôi. Chà, xin lỗi anh, tôi đã cố gắng hết sức để đập chết con rồng này. Ôi 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 ôi, hai con rồng luôn, con rồng xanh lá nữa. Nhảo thế nhờ. Cố gắng đập nó đi mẹ ơi. Cho nó đáp xuống đi. Cố gắng đập nó chết đi. Tao không đập được nó, tao không đập được nó mẹ. À, tao tán như đứt mẹ con chó. Úi ôi. Con này bị mắc kẹt như cây rồi mẹ ơi. Con này mắc kẹt, vậy là cũng đỡ tốn xuồng mẹ. Ê, đừng chém chúng tao nha. Úi á, vừa mà sao chém mày? Vừa chúng tao một phát luôn nè. Rồi cuối cùng rồng đáp xuống vậy. Tụi mình bắt đầu khống chế. Rồi để tao khống chế nó bằng xuồng nha. Rồi nó lên xuồng rồi mẹ ơi. Ôi, tao chết rồi. Mày chết chưa cút? Oh no. Thằng con sáu hả? Chết rồi, mất găm rồi. Fuck you. Phọt phọt. Phọt 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 phọt. Thôi là con rồng nó cũng bị khống chế rồi nên khỏi sợ mẹ. Bên nào, bên nào, bên nào? Để tao bật cái màu lên cái rồi. Mày bật ít ray à? Ok, để tao bật cái màu lên cái. Để tao bật cái màu tao bay lên cái.
học trực tuyến à, học trực tuyến OLM ra video mới nè mày. Chắc cô chuẩn bị giao cho mình rồi đó. Đây các bạn ạ. Tôi học mệt như thế này mà tôi còn lấy thời gian ra chơi game em để cho các bạn nữa. Mà không ra và share cho tôi thì buồn cho tôi quá. Ê ơi, đâu rồi, đâu rồi? Mày tìm được chưa? Đâu rồi? Đứng im là cái gì vậy? Rồi, bây giờ sẽ cố gắng qua chỗ đó thôi. Ở đâu chảo? Ở đâu vậy? Mày có thể mày chứ cũng. Ừ. Mày không thấy được, quên sao mà mày thấy được. Gì? Cái tiếng nào mày? Gồm nghe thôi chứ gương cứ thấy được. Tao đâu. Nghe mà mày. Hả? Tao đâu có bật tiếng đâu. Mà đâu có bật mát volume đâu nghe. Mình thấy rồi các bạn ơi. Ờ ok, tao đã bật qua. Đứng im đó nha, đứng im. Trời, tiếp. Ủa? Mày là sợ tiếp hay cút? À thấy rồi, ở trời thì ra nãy giờ đây hả? Vô tao tưởng mày, tao đi theo mày. Kìa con rồng bị khống chế bởi xuồng rồi. Rồi lúc đó tụi mình bắt đầu qua đập nó. Let's go. Rồi, chuẩn bị lấy vảy rồng chế dép rồng nha anh em. Bộ dép đầu tiên trong series. Ủa, con này không phải con bị thúc chế. Nhẹ quá à. Mày bị nhẹ quá à. Đừng, để anh thúc chế. Để anh chế cái xuồng, để anh chế. Thằng nào đứng đây nha, thằng nào đứng đây. Đừng có đánh nó gì hết á. Để anh chế xuồng đi. Đau đâu? Nó bị kẹt tóc mày ơi. Ê, có chừng kẹt tóc lắc hồi nó qua anh bổ rồi phát rồi bay đi luôn á. Để tao lấy cái xuồng. Cái xuồng gì cứng vậy trời. Ôi. Ê đứng sau đít nó không bị nó đánh mẹ. Oh no. What the hell? Anh em bay vô giết thoải mái lên em. Ê có rồng xanh đó kìa mày. Ờ đánh ra sâu đít nó đập á. Đập đít nó. Ôi, con này khôn. Ủa nó bay. Ôi, ủa sao nó bay mà không bay được mày? Nó bay được nhưng mà không bay được. Tạo cái gì mà nó bay? Nó dạy cái liên tục mà nó không bay. Hảo thật đấy. Hồi đấy tao chế xuồng cho nó an toàn nè. Chứ không tí nữa nó bay về chỗ khác là tim mình toan á. Anh em chúng ta nằm nhập viện đó mẹ. Nó mà đi một phát anh em chúng ta nhập viện đấy. Chào bé nhé. Để chân cho nè. Rồi ok. Nó lên xuồng á. Khỏi sợ nó chạy nữa. Đập nó đi. Chân cho nó thôi. Cắt ngón chân. Ui ôi. Cắt ngón chân cho chúng tôi. Chưa kịp cắt chân nữa, cắt nó cắn đi. Ôi ơi, nó phá banh cái thuyền luôn. Chưa kịp cắt chân cho nó hả? Ê, con này phá banh cái xuồng luôn mày. Cắt cái chân cho nó nè. Tao thấy tao đang làm việc để kiếm tiền à. Mày cái sao tụi bay lại quýnh hắt cái đó. Nó gấp cái đầu tao mày ơi. Thằng gô này không thấy đang làm việc cho khách hay gì quýnh ta. Ôi giời. Rồi sao khách giận quá quýnh tao luôn rồi chị thấy không? Ê, con này bị kẹt gốc lát mẹ ơi, nó không bay được luôn rồi. Nó không bay được luôn rồi các bạn. How to the feel, how to the feel. Ê, nhảy lên nhắm cho nó mạnh mày. Level dép được tiền thôi. Cố gắng level dép được tiền. Ủa chết luôn rồi. Ào. Ủa sao tao dịch, sao tao sờ ba mấy chỗ nào luôn rồi. Ủa thằng sờ ba môi tao ở đây vậy? Ủa thằng tôi leo lên thuyền rồi. Thằng tôi leo lên thuyền rồi. Ê hết lát rồi mẹ. Đập nó rồi, đập nó. Mày chết rồi. Mày bù ra bù ra bù ra bù ra bù ra. Yeah. Mày chết rồi. Tao lấy vải. Đi ra. Yeah. Mày biết con rồng xanh lá.
đủ chén nguyên bộ mẹ ơi. Tao đủ chén có cái giày, cái quần nè. Kệ mày, tao cũng tao có đủ chén không mày? Hey, buồn quá. Chưa phun bộ hết trơn. Chưa vui. À, trời, nhìn thiếu cái quần, cái nhìn tếu vậy. Nhìn tếu với lồng đèn. Nhẹ. À, tay tao chế cái xuồng nè. Đặt vô. Sao đất màu đen vậy mày? Hả? Sao đất màu đen vậy mà đất màu đen đào nhanh lắm mày? Hả? Sao đất màu đen đào nhanh lắm? Đập mấy giây? Vô sáng tạo rồi. Đào vô sáng tạo luôn. Chả cái gì sáng tạo hết mẹ. Ôi nó rớt rồi. Nó đang bay mà nó rụng cánh. Đang bay. Ok. Ủa sao mày không uống sức mạnh vậy? Ở đây tao cho nó lên xuồng rồi. Con này là để anh chế nguyên bộ nha. Con này đưa anh chế. Ê, tao cũ không? Cho tao chế thêm cái quần mày. Thiếu quần cái chén vậy nồi. Nhìn tao tếu vậy. Ê lỡ ba mấy cái cho tao mấy cái, cho tao vài cái rồi lấy cái quần mày. Bè xò gì em. Nó chết queo luôn rồi. Ghê. 17 cá à. Tức phải liền. Thôi tao chế cái quần rồi tao cho mày miếng. Tao còn 10 cá của này lấy không? Lấy. Con còn thiếu chế được cái giày vậy. Cho con còn thiếu cái quần cái giày. Này nè. Cho nè. Tao sợ giống hôm bữa con đi ngang qua cái tự nhiên mất nó mẹ. Ê mày mà sao mày, tao không nãy giờ không lụm được cái trứng nào hết mày. À có trừ cái trứng con rồng ra nha. Trừ trứng con rồng trong trên ốp ra. Là mày tao có mọi thứ rồi. Ok tao có cái xuồng vô người rồi. Let's go, tiếp tục của chuyến hành trình 100 ngày nè. Let's go. Đánh gồng về mỗi tay rồi. Tao hơi bị tếu luôn phải không? Đâu. Lấy nhìn tao nè. Đâu. Mày mà chế cái gì vậy? Tao chế đúng cái nón. Cái giày của mày. Đâu mặt mày, đâu mày. Ở ngay giữa mày. Ở ngay giữa mày như nào không? Mày ăn mày để tao tên là bọc đó. Tao lấy tên mày rồi. Nhìn cái cục. Nhìn cái ảo mấy đường. Ở sao mày không chơi bộ giáp cho nó trâu hơn cuối. Bộ giáp cộng nhiều mà. Nhìn cái này tếu vậy. Tại mày nghĩ cái nón đẹp hả? Không mà có, nhìn... không có biết sao không? Sao? Mà làm một cái giáp là 4 giáp đúng không? Ừ. Thì tao có 10 cái đúng không? Ừ. Là tao chế 8 cái. Nè tao chế 2 cái này. Là tao cũng có 4 thanh giáp. Không khác gì thì có áo luôn. Thì mày chỉ cần lấy cái áo rồi được rồi. Vậy vậy cho nó cười mà. Ê coi chừng có con gì ta rồng băng á. Qua thử coi. Ê lỡ có con phước mau thì ảo ăn đâu mua gì mốt cho mày. Tao ảo mua gì mốt 180 phút cùng đây. Ê biết vậy tao cài thêm mốt mua gì mốt vô đây cái xong vô tới đây cái gặp. Tao ơi tao ăn thịt con rồng vô tao bị hiệu ứng lú rồi mày ơi. Hiệu ứng gì? Hiệu ứng quay vòng vòng nè. Ồ chắc nè. Ngon lắm mà. Cái gì nè. Ừ để tao thử gì? Rồi ngon không? Ngon không vậy? Thì ngon lắm, ngon lắm. Tao bị cháy. Rồi tao còn bị chóng mặt nữa. Vừa bị cháy vừa bị chóng mặt. Tao cũng bị cháy luôn đó. Ăn cái này vô không được cái gì hết trơn mày. Được nữa. Rồi. Ông mà làm mà chả mồm ra. Bla 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 bla. Chóng mặt quá.
Chắc là người ta vẫn bắt cua như bình thường được. Ôi 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 ôi, Siro ông dùm bắt cua. Tao thấy kinh khủng quá đi. Tao bị choáng váng. Ôi giời em ơi. Mọi thứ đều cong cong cong. Ôi giờ tao mắc ớ mày ơi. Em mắc ớ chứ tao là muốn chết đúng không? Ờ để tao lấy cút kẹp bét ha. Đợi giờ mấy tao tập trung để sinh tồn này, đừng có đi đập rồng hay gì nữa. Bê cút kẹp. Bếp khô kẹp khô khỏi đi bao ơi, tôi có rồi, cho hết tất cả rồi đó. Cái gì bao nhiêu 6 cân. Ok thank you. Lú rồi mày ơi, rồi đã quá, đã quá mày ơi, cuối cùng cũng hết lú. Được không hả? Ở đây chơi thuyền đã lắm rồi mày. Ê chắc, ơi con gấu tuyết à? Con đâu quánh là cá rồi à. Thôi mẹ tao đi sinh tồn đi Quốc. Ở đây ngoài chén rồi, đi sinh tồn. Dưới đây có sổ hô được không? Đâu? Thì dưới đây. Ào thấp thế. Ê lưu địa điểm cái mày. Nhìn nhập ra con sáng nè. Thôi chắc tao đấm mày quá Tính ơi, mới vô có sông hô mới lạ. Thiệt tôi mát thì tao tạo là có sông hô luôn á. Sông hô là gì? Sông hô chấm hỏi. Sông hô. Rồi let go nè, let go đến cái hòn đảo này sinh tồn nè, đợi cái hòn đảo. Ơi có cái tổ rồng hay gì kìa. À tổ rồng nè. Tổ rồng hả? À, tổ rồng trên mặt nước nhưng mà không có con rồng hết trơn. Tổ rồng nhưng mà à, không có hòn nào hòn đảo. Sao làm này tin cá ra tao đã không hút. Nàng tiên sói quá. Ok giờ mày tao tập trung sinh tồn. Bây giờ tụi mình sẽ tập trung 24 giờ sinh tồn. Ôi là sao ta, dù tao không hiểu tao nói gì. 24 giờ đầy 4 đồng mày cá. Quá sao mình bị được. Thôi em cuốn chưa? Cô là một đà bàn, là một đứa bà đàn bà vậy ạ. Ê cuốn cuốn cuốn, giờ mày với tao kiếm hòn đảo. Ai à, thôi về hòn đảo cũ đi cuốn rồi sinh tồn. Kêu đi kêu đi. Ê kêu đi mày đánh thôi. Hòn đảo nhỏ mà, cái hòn đảo nhỏ xíu à. Tao chết chứ ngoài đây. Rồi ủa hòn đảo này nhiều cây lắm nè mày. Đảo tao cũng nhiều cây nè. Đảo là quá trời cây luôn. Thì tao đâu bơi đến hòn đảo mày hả? Ủa đâu hả? Ủa đâu? Ừ, ở đâu vậy? Mình tao chỗ mày là không dám tính nó. Có mình tao à, không dám có chứ liền. Tao định sờ bam boy chỗ này rồi bay qua chỗ mày á. Thật chắc tao sờ bam boy cho tụi bay luôn hả? Ủa anh mới nói không có luôn á. Ba hai đứa lửa này tao sờ bam boy. Ơi sao cây ngu hình như có đồng thiện hay diễm rồi. Ê mày tự nhiên ở đây em bốc lửa nè. Ở tự nhiên tao bị hiệu ứng yếu đuối luôn nè. Lão mày nè. What? Ở chỗ này nhỏ xíu mà thằng Quân kêu to. Sao tao bị hiệu ứng cháy rồi? Thằng Quân quảng cáo 180 phút rồi, cái này mà to lạ. Thôi tao về nha Quân, tao về chỗ này. Ngu dữ luôn. Ủa mày đang ở đâu vậy Quân? Ở đây, ở chỗ cũ nè. Mày đã ở chỗ nào? Để tao sờ bam bò cho tụi bay ở đây luôn nha. Tụi đây quý. Rồi xây nhà nha Cút. Ok ok. E còng à. Tụi bay tự nhiên em nãy ra đây quýnh con rồng cái tự nhiên mất cái kiếm này. Mặc dù cái kiếm này còn nó nhiều đồ bền. Ảo hết tớ. Nhớ không? Nhớ. Cái phải cầm cái quay quýnh luôn. Rồi giờ mày tao bắt đầu. Ôi trời ơi. Trời ơi, cái khu này phục lửa luôn mày. Phọt lửa. Phọt lửa luôn. Giờ thế giới này bị cai trị bởi một đống lửa mẹ ơi. Mẹ ơi, hả? Có rồng tưới hay rồng băng gì không mà sao tôi thấy trên đây có gì nè. Hả? Có rồng tưới rồng băng mà đúng không? Ừ. Sao tôi thấy trên đây có gì nè. Mày ổn không? Đâu, nó như thế nào? Hả?
đâu rồi. Không? Ủa mày đang ở đâu vậy? Mày ở xuống Lào vậy? Thôi mày đi bắt đầu rồi, tập trung xây nhà này, cuốn chặt cây đi, chặt cây đi. Mấy ông rìu chặt cây được không? Hả? Rìu chặt cây được không? Một câu nói rất là, một câu hỏi rất là ảo mà. Ê bê ơi. Hả? Cái chỗ mình là ở cái chỗ mà biển xong. Có cái gì ra? Có mấy cái này nè. Ê thôi cuốn vô mấy tao tập trung nè. Tập trung vô xây nhà nè. Mày build nhà đẹp đúng không cuốn? Ừ. Vậy tao cho mày build. Tao chỉ làm mấy farm được cái kiểu thôi. Mấy farm đụng biết làm mày. Mày bình thường tao làm mấy farm 6 à. Tao kêu là mày build giùm tao, tao build xấu quá liền. Giờ tao build hiếu rồi. Rồi giờ lấy ít than nung, mai mốt có sắt nung lên này. Vậy bây giờ tụi bay lấy gỗ cho tao em. Ê mày tự lập chứ. Giờ tao xây nhà cho tụi bay luôn á. Ở chết bà, tao không có... Mày có gì đâu, tao xây nhà cho tụi bay luôn á. Tao không có cây mẹ. Ai biểu mày teleport tao đến đây. Mày teleport mày quá. À kìa kìa kìa, một đống cây kìa. Dạ nó lên đi chặt cây giùm thằng cuốn ra rồi thằng cuốn. Bây giờ mày tin tao một phát hột lên cái tao lấy một sợi tắc cây luôn không? Gôn. Dạ nó lên bay, bay ra chỗ kia chặt cây cho thằng cuốn đi. Để tao đập thịt nó lấy thịt cho. Mày ờ thôi chắc không, chắc tao lấy không, nhà chắc tao lấy gỗ luôn mày. Rồi login đúng không? Lỡ mày ơi 99 lót 99 rồi nè em cút nè xây nhà đây, nhiêu đây không đủ tí nữa tao lấy thêm nhá. Ok đấy, này 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 đấy. Cái thằng mặt rồng mày là cái thằng mặt rồng. Mày nhìn cái mặt hơi bị bất thời luôn mà. Cái mặt không chứ. không mày khung cái mặt xuống là chị mày cho mày nhìn qua cái này nè. thằng mặt rồng thằng chó mặt rồng. Ok rồi bạn ơi, rồi các bạn nào mà thấy video của mình chất lượng thì hãy để lại cho mình một like. Ôi dê á, dê sải ơi, coi chừng nó hút á, nó hút cái bay hút ơi. Ơi ơi ơi, tao kêu mày xây nhà hay tao kêu mày bay xuống nước vậy? Tao đang tìm cái nào đẹp hay nhà nè hỏi. Tao thấy cái mỏng đá là đẹp nè. Ê giống như nhà mày trong mắt sư toàn vậy. Trên núi đá. Tao mới thấy hả? Ừ. Mày đừng có chiếc trứng rồng giống cái hồi xây cái sinh tồn của mày nữa nha. Giờ ít chích. Mày không chiếc thì mày. Rồi mày xây nhà đi. Bây giờ mày xây nhà đi. Cái gì mày xây cho bay ra. Mày bay lên đây mày xây nè. Đừng có bay lên nó quá. Trời ơi. Miệng lên nha. Rồi giờ tao đi đào đá đây. Giờ tao đào chỗ rộng rãi ra cho mày xây nha. Rồi mày ơi. Tránh mặt thẳng. Cái gì mày định xây nhà kiểu vậy luôn hả? Mày bị ảo à. Thôi chắc là lấy thêm mẹ. Ít quá, không đủ. Mai mốt còn xây nhà có lầu nữa nè. Mày xây nhà đẹp đẹp cho tao mà tao đấm mày chết. Tao chơi 7749 luôn mày. Đây nè cuốn, lượm giùm tao. Mày ơi cái gì nhiều gì. Tài lắm giùm ta cuốn đâu. Mày chơi gì chết người mày. Chơi gì lát máy chết luôn á. Oh shit. Qua đây, qua đây, lụm phụ qua đây. Anh cứ nhìn gửi với thằng người ta. Thôi qua lụm phụ anh gần. Qua lụm phụ anh nhiều quá. Lụm phụ lát quá, lát quá. Chắc lụm phụ. Ừ con biết là lụm. Trời ơi.
thật vậy. Hay lắm. Một đống gỡ luôn nẹp. Giờ gì ta? Bỏ bớt vô rương đi. Tao chắc tao bỏ vừa mấy đống gỗ của tao, còn đống gỗ mày thì mơ đi. Đống gỗ này nhét vô cái rương không biết có dừa không nữa. À dừa. Giá là dừa. Rồi, tao gom bớt đây. Rồi nhét rương với mày. Đúng rồi. Ủa trời, nhiều vậy. Hôm nay thằng nào chơi lại. Thằng nào nhét lại các bạn. Này tao phải lụm hết cho máy đỡ lát mày. Máy đỡ lát rồi nè, nó còn thêm đầy đủ các thứ con đầy điểu. Ok, tiếp tục lụm thêm. Lụm thêm. Bập hết rồi. Hình quá. Hình gì cũng được. Cái nhà gì thì mà y chang lúc trong máy sinh tồn của mày. Ôi tao có thể chế là chín gỗ luôn. Ừ. Càng đẹp càng tốt, càng xấu càng không được. Tao sẽ lấy đống rương nha của anh. Tao chế tạm đống rương lên. Ok, rồi, như đây rương đủ rồi. Ghê. Không có dừa hết á. Phải to cho tao. Nhà nhiêu tầng cũng được, miễn sao đẹp. Nhớ. Rồi. Trời vô mẹ, mới có 32 phút qua. Ngày 3 giờ rưỡi rồi kìa. 32 phút qua, giờ con mới chơi, lúc kia con chưa chơi. Là còn mấy phút nữa vậy con? 8. Nhớ giờ nhớ thằng chính xác. Ở cái rương này là chứa một đống gỗ luôn nè Cún. Nè cái rương tao sẽ đặt tên những cái rương nha Cún. Cún thấy là gì ơi? Đấy, một đống gỗ luôn các bạn ơi. Đầy rương luôn. Đây là sẽ đặt tên cho cái những từng cái rương nè. Đây rương này rương chứa gỗ nè. Rương rương gỗ. Ok, nhớ tên nha mày. Ơi mày kia có rương nào để đá không? À không, khỏi đặt tên đi. Nghe không, đặt gồ. Ôi có cây đinh ba kìa. Cây đinh ba từ đâu ra vậy? À không, tao kêu cây đinh ba tự nhiên nó ngay chị tự cây đinh ba tự nhiên nó rớt, chị hiểu không? Rồi tao kêu tao phụ mày, mày có chịu đâu. Ngu, ăn hại. Ơ tao nhớ là chế cúp đá rồi mà. Nó đâu mất tiêu rồi. À đây. À tao mù mẹ, tao mù. Xin lỗi các bạn, mình mù. Ơi, tính ra tao nhìn ra cây cúp sắt, tao còn lấy tỉnh nào phù nữa mày. Ủa sao Quân có cúp kim cương vậy? À nhầm, sao mày có cúp kim cương vậy? Sao mày có kim cương? Sao mày có kim cương? Sao? Hả? Kìa có một người đào một ít. Chay lớn nữa nha mày. Lớn chứ. Lớn tầm cái lũ của tao.
lỗ mũi nha mày, nhưng mà ngoài đời nhưng mà trong mặt đấy hầm dẹp ơi, dẹp ơi, cái nhà cái lỗ mũi mày xấu hơn con ma nữa. Đấy, bây giờ đấy các bạn có thấy bình rồ không mày? Ê cuốn mày làm máy pha hộ tao đi, cuốn tao cũng chả biết làm máy pha quá hả? Ừ. Tao chế ra mấy cái lò nung nữa mày. Tao không muốn lấy thịt ăn ra nữa đâu. Bây giờ tao sẽ chơi làm một người chân chính. Ê giờ mày tao lại vô hạng than rồi đó cuốn. Tèo tèo té tèo 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 tèo. À lộ anh bị ngủ điện thoại của bạn. Giờ là vô hạng than rồi. Không thiếu một cục than nào luôn ấy. Cái liệt còn cái liệt. Mèng lén mèng lén lén. Mày bắt gì? Rồi nếu mà bạn nào mà không coi được cái đoạn tụi mình xây nhà thì các bạn hãy tua nhanh cái video này nhé. Ok, tụi chưa tụi mình không biết cách tua nhanh đâu. Dạ. Ơi có cách tua nhanh trên cây master hả? Có nè. Thế là tao không biết nhưng mà tao lại biết. Các bạn ơi. Không thì các bạn tự tôi nhanh nhé, chứ mình không có tiện edit trên Sky Master được mà. Mà mình cũng không tiện quảng cáo nữa. Ơi giờ mà tao biết cách ghép nhạc là tao ghép cái nhạc gì hay hay vô cái lúc mà xây nhà á mày. Tao cũng sai phụ mày luôn nha. Này tao sai đúng. Úi giời. Úi giời, gõ nhà mình. Cô coi cái rương gỗ đi. Cô coi cái rương gỗ đi. Cô mở cái rương gỗ mà cô xem đi. Nó nhiều lắm rồi, dẹp luôn nè. Lại đây anh cho coi cái rương gỗ. Đi theo anh, đi theo anh. Gì? Gì? Tay nó bọt tới cho anh nè, tay nó bọt tới. Em cho coi cái rương gỗ nè. Nhanh lên. Mở cái rương, cái rương có chữ gỗ nè. Ào thích đấy. Quá nhiều luôn. Trời đất ơi, cái rương gỗ này là dục rương gỗ này. Ê, tao nghe tiếng rồng mày. Ơi có chừng bữa nào đó nè, tự nhiên có con rồng đâu ra nguyên tổ rồng sờ bàm ở đây cái. Nó lụm cái nhà. Một phát cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của bé rồng. Lỡ bữa nào mấy tao nuôi rồng cái tự nhiên nhấn lộn vô Akaneme gì đó xong rồi nó phun lửa chết luôn mày. Này bắt đầu xây nhà nữa các bạn. Rồi mình build nhà rất là xấu nên là mình sẽ giao cái việc build nhà cho thằng sói và mình chỉ phụ chịu nó thôi. Còn mình thì không có ra sẵn cái công thức để xây hay gì hết nha. Này xây kiểu mà tự nghĩ ra làm xây thôi, không có cái công thức hay học gì hết trơn, không có dàn dựng. Video là không có dàn dựng như thằng Tony đâu. À thôi đùa đấy, mình không nên sỉ nhục mấy YouTuber nổi tiếng các bạn, mang tiếng đấy. Đúng rồi, nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Rồi bắt đầu nè. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu xoay như vậy, như vậy, như vậy. Mong là cái nhà sẽ xong sớm. Các bạn nên tu như ít tha nha các bạn. Bởi vì cái xây nhà này mình bạn nên tu như ít tha để cho nó dễ coi nha các bạn. Ok, rồi, để tao quay nè. Let's go, tiếp tục.
sao tao thấy cái nhà hơi nhỏ mày. Chắc tao tao xây ở dưới. Ê, ra 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 đi ra. Rồi giờ tao xây ở dưới. Go. Là cô này là cô. Tự làm nhạc, không có nhạc, phải tự làm nhạc mà. Tèo 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 tèo. Đấy là biểu hiện của những thằng không biết ghép nhạc này. Huyền máy huyền luôn. Nhạc đua nè. Mình không có quay video cho mấy mấy người mình không quay video cho máy tính bởi vì cái máy tính mình quay video kiểu như là nó khá là lag. Mà khi chơi bình thường nó khá là mượt. Ok. Nghe. Giờ mình sẽ bắt đầu xài không lầm dầm nha. Tôi nha có thể những bạn nhớ tôi nha nói này nhớ không là đừng có chửi tôi là xây dài dài. Tôi dài quá dài như gì vậy. Đừng chửi tôi nha rồi coi mới vui. Này. Này vô nè. Này. 47 khối luôn này. Ê, rau mày, rau mày. Nhiều rồi, nhiều rồi. Nhanh lên nha. Này. Cái mod cũng bớt lát nên tụi mình cũng bớt cái phần nào cái khó xài. Một gỗ. Đã xong cái phần này. Ngôi nhà của mình đã từ từ hoàn thành. Ơ sao cục gỗ kia bị ai đập vậy? Mày cố tình đập hả? Ê sói mày cố tình đập hả? Úi da. Trời ơi, bắt cua ngu bị đập bắt cua. Tức quá. Làm một cái chỗ để ấp cái rào. Chuồng rào tính sau đi. Tập 2 rồi tụi mình mong mình sẽ có rồng nha các bạn. Mong một tập 2 chúng ta sẽ có bé rồng để nuôi. Hoặc là không. Bên đó cũng, bên này cũng xây giống bên kia đúng không? Ok, là cô. Này, chúng ta tiếp tục đặt gối dèo vị trí tạo.